Thưa quý vị, ngày 15 tháng 12, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Hồng Vân, sinh năm 1977, ngụ tỉnh Long An, 14 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo cáo trạng, tháng 10/2018, Vân cùng vợ con đến sống cùng em vợ là chị LTKP và con gái chị này là cháu TTTN, sinh năm 2007, ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Từ tháng 1 đến tháng 4/2019, Vân đã 6 lần hiếp dâm cháu N, trong đó có 5 lần bị cáo lợi dụng khi nhà không có ai, liền giở trò đòi bại với cháu. Sau mỗi lần như vậy, Vân đều nhắc cháu N không được kể cho bất kỳ ai. Cho đến ngày 27/2019, cháu N nghỉ hè về quê sống với bà ngoại và đã kể lại toàn bộ sự việc cho bà ngoại nghe. Sau đó, gia đình cháu N đã tố cáo hành vi của Vân đến công an xã Vĩnh Lộc. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.